cái này những cái to không căng này. Dạ. Cái này có thể làm cái phòng làm việc được anh. Cái phòng này thường là phòng em bé hoặc là phòng đọc sách. Cái này view nó đẹp. Sáng. Cái bộ đèn kia thì cái tivi thì cho mua không? Nhưng sẽ tivi Sony. Hello.